vấn đề đạo đức của đảng viên đang nắm các chức vụ điều hành ở Việt Nam lâu nay khiến dư luận hết sức quan tâm vì ngày càng có nhiều tin tức về những quan chức hành xử không hề theo những chuẩn mực được gọi là đạo đức cách mạng. Vậy chính những người trong đảng có nhận xét ra sao đối với quan tâm đó của dư luận? Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng Ban Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và nay cùng tham gia với một số trí thức khác ở trong nước nghiên cứu về những giá trị cổ truyền của dân tộc, có ý kiến về tình hình phẩm chất đạo đức của các thành phần cao cấp trong đảng qua cuộc nói chuyện với Gia Minh sau đây. Trước tiên, ông Nguyễn Khắc Mai đánh giá. Một cái câu ca dao và có đến mấy chục năm nay thì họ người ta vẫn chế trách đảng viên nhang nhản mà cộng sản thấy đâu. Đấy, thì người ta vẫn chê trách cái này, cái hiện tượng này. Bởi vì trong cái 3 triệu ấy không phải là 3 triệu ông Thánh, cũng không phải là 3 triệu nhà trí thức, cũng không phải là 3 triệu những con người lương thiện cả. Có những cái người mà có những nhóm người mà họ rất tầm bậy và họ chiếm cái quyền rồi họ làm nhảm nhí. Thế cái đây đang là một cái xấu hổ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Rất nhiều quan chức nó sống bầy hầy đi. Đấy, và có một cái số nào đấy thì đương chức đương quyền là buộc là phải a dua theo số đông. Đấy, thì đây là cái mà cũng là cái nỗi mà gọi là cay đắng của chúng tôi hiện nay đấy. Vậy thì cái những cái người chân chính thì họ làm được những cái gì rồi để mà đấu tranh với những cái điều mà như ông nói là đáng buồn đó ạ? Vậy thì hiện nay những người chân chính họ làm được nhiều chuyện đấy. Nhưng mà chỉ có cái là làm chậm. Tôi ví dụ như vượt người trên báo Tuổi Trẻ họ có cái tổng kết là ba cái đợt cải cách mà do cái đóng góp của cái Viện Nghiên cứu Kinh tế của Trung ương mà chỗ Lê Đăng Doanh làm đấy. Thì cũng có, nhưng mà mấy chục năm mà có ba cái sáng kiến thì như thế chậm quá. Các nước thì tôi thấy là họ rất là gấp rút, họ sửa đổi, họ thay đổi. Họ có sáng kiến, thì mình có sáng kiến nhưng mà hơi ít và hơi chậm. À, cái sáng kiến đó là gì thưa ông ạ? Cái sáng kiến là đề xuất cái đổi mới cái khoán, gọi là cái khoán 10, trao lại nhiều quyền hạn hơn cho nông dân. Đấy, cho họ có cái quyền là quyền lợi cho nó đầy đủ. Đấy, thì đấy là một. Cái thứ hai là xóa bỏ những cái giấy phép con. Có luật rồi, nhưng mà vẫn có những cái giấy phép con. Thế thì những cái giấy phép con nó quản trợ cái kinh doanh của xã hội, của nhân dân. Cái Tuổi Trẻ hôm qua hôm kia gì đấy, họ tổng kết ba cái cải cách. Nhưng mà như thế cũng phải diễn ra đến 30 năm. Thế thì nó quá chậm. Cho nên chúng tôi mới nói vui với nhau là mình hiện nay là mình đang đi bước trâu. Nó trâu nó đụng đỉnh quá, không được. Thì ông thấy cái điều mà nó gây ra trì trệ lớn nhất đó là cái gì thưa ông ạ? Nó là một cái tổng hợp rất nhiều vấn đề chứ không phải chỉ có một vấn đề. Hệ thống lý luận có nhiều điều là nó không phù hợp, không tốt. Hệ thống nhân cách của con người có nhiều cái nó không tốt. Cái thiết chế luật pháp của chúng ta hiện nay nhiều điều không tốt. Nó chỉ nói được cái đại cương, ví dụ như tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, tự do sáng tạo, tự do hành nghề, nó nói chung như thế. Hay là nhân quyền hay kia các thứ nó nói mấy câu trong hiến pháp. Nhưng mà nó phải có những cái thiết chế cụ thể hơn, đầy đủ hơn trong luật lệ. Như thế tức là cả hệ thống lý luận, cả hệ thống con người, cả hệ thống những cái thiết chế ở trong xã hội thì đều phải là gấp rút mà xây dựng, mà cải tiến. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta chỉ có một chiều, một tiếng nói thì như vậy đó có phải là một điều mà nó gây trì trệ mà như ông nhận xét đó không ạ? Hiện nay thì tôi đang hy vọng là bởi vì những cái người mà cầm quyền lãnh đạo hiện nay họ cũng bắt đầu họ buộc họ phải thấy là phải tôn trọng cái ý thức xã hội, cái dư luận của xã hội, cái tự do ngôn luận của giới trí thức, họ đang phải làm cái này. Bởi vì nếu không làm được cái này thì ảnh hưởng ngay lập tức đến cái quyền lực của họ, cái ghế ngồi của họ, cho nên họ bắt đầu có cái nhóm người bắt đầu thấy được cái vấn đề này. Đấy, thế thì mình cũng phải có cái sự chờ đợi thôi, mà phải góp vào cái câu chuyện phát triển này một cách nó đàng hoàng, nó chừng mực
Và vì thế cho nên là chúng tôi nghĩ rằng là phải thuyết phục lẫn nhau và phải chờ đợi lẫn nhau. Yeah. Và cái đóng góp cụ thể của bản thân ông và nhóm người của cùng tâm huyết với ông đó là những gì thưa ông ạ? Hiện nay chúng tôi đang hình thành một cái nhóm nghiên cứu minh triết. Và chúng tôi cũng bắt đầu thấy có một cái sự đối đãi tôn trọng, trọng thị của một số người họ có quyền ở trong xã hội. Thì họ bắt đầu thấy vấn đề này, họ thấy cần thiết phải có cái nghiên cứu để đóng góp vào cho cái phát triển, sự tiến triển về văn hóa nói chung. Hiện nay chúng tôi đang tập trung cho cái này. Cho nên là năm ngoái chúng tôi làm kỷ niệm Trần Nhân Tông. Bởi vì những cái đạo lý của đời Trần đáng học lắm, chính trị cũng như về nhân văn, về văn chương, về đạo đức, vân vân. Cái đời Trần nó để lại nhiều giá trị, thì năm ngoái là chúng tôi làm được cái việc này, thúc đẩy và cũng là đóng góp là thúc được cái chính phủ họ giao.